tự nguyện chúng ta. Anh bảo làm gì đây? Đi ra chỗ kia chạy. Em đi chơi đi tao. Mình bảo đó là vấn trèo của mẹ thấy không, chân kinh gần quá nó mặt mẹ rồi ra quay mẹ anh đi xong giới thiệu đi. Mẹ ở thấy ông chân kinh. Tôi chưa? Ngồi